Nếu ai từng du lịch Đà Lạt mà chưa ghé đến một trong 6 ngôi chùa Đà Lạt nổi tiếng linh thiêng thì thật thiếu sót luôn. Viếng chùa không chỉ đem đến cho bạn những giây phút bình yên, mà bạn còn được chiêm ngưỡng các kiến trúc chùa đẹp mắt mà cha ông ta thời xưa đã xây dựng nên. Nào hãy tìm hiểu top 6 ngôi chùa Đà Lạt nổi tiếng linh thiêng liền nhé. 1. Chùa Linh Phước, chùa Ve Chai. Địa chỉ: số 120 Tự Phước, phường 11, Đà Lạt, Lâm Đồng. Đây là ngôi chùa cực kỳ nổi tiếng ở Đà Lạt bởi kiến trúc độc đáo có 102. Ngôi chùa được tạo thành từ hàng triệu vỏ chai, chén bát, sành sứ đủ màu. Đến nay ngôi chùa đang nắm giữ 11 kỷ lục của Việt Nam, của châu Á và của thế giới. Đến đây, bạn sẽ được trải nghiệm quan sát tháp chuông cao nhất Việt Nam, tượng Phật trong nhà bằng bê tông cao nhất, Bồ Tát Quan Thế Âm làm bằng 600.000 bông hoa bất tử. Ngôi chùa cũng được xem là rất linh thiêng. Vì vậy, đông đảo du khách và Phật tử thường xuyên ghé thăm và cầu nguyện. Ghé chùa, bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên trong lòng mình. 2. Chùa Tàu Đà Lạt. Địa chỉ: đèo Mi Mô Sơ, phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng. Thêm một địa chỉ tâm linh nữa để bạn ghé thăm khi đến Đà Lạt chính là chùa Tàu. Ngôi chùa này còn có tên gọi khác là Thiên Quân Cổ Sát. Chùa khánh thành từ năm 1985. Bước đến cổng chùa, bạn sẽ nhận ra nét kiến trúc nổi bật với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Việt Nam và kiến trúc Trung Hoa. Không gian ở đây cực kỳ thanh tĩnh và mát mẻ. Nếu trong lòng đang có nhiều vướng bận, đến đây bạn sẽ thấy lòng mình thanh thản đi rất nhiều. 3. Linh Ẩn Tự. Địa chỉ: thị trấn Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng. Chùa Linh Ẩn từ lâu đã trở thành nơi tham quan cực kỳ thu hút du khách. Nơi này được ví là thiền viện Trúc Lâm thứ hai của Đà Lạt. Chùa nằm gần thác Voi, giữa cao nguyên bao la rộng lớn. Ngôi chùa này có lịch sử từ lâu đời, uy nghi hiện diện giữa rừng núi thanh tịnh. Điểm độc đáo nhất của ngôi chùa này chính là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao nhất Việt Nam. Ngoài ra, trong khuôn viên chùa còn có 500 bức tượng giống nhau tạo điểm nhấn đặc sắc. Ngày nay, Linh Ẩn Tự không chỉ là nơi người dân địa phương vãn cảnh, cầu nguyện mà còn là địa chỉ du lịch hấp dẫn du khách khi đến thăm Đà Lạt. 4. Thiền viện Trúc Lâm, ngôi thiền viện lớn nhất Đà Lạt. Địa chỉ: nằm trên đường Trúc Lâm Yên Tử, phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng. Thiền viện Trúc Lâm nằm trọn trên núi Phượng Hoàng, dưới núi chính là Hồ Tuyền Lâm. Đến đây, bạn không chỉ đắm mình trong không khí thanh tịnh của chùa chiền, mà còn cảm nhận không khí trong lành, mát rượi. Thiền viện có nhiều khu vực, nơi nào cũng có nét độc đáo rất riêng. Chính không gian yên ắng, thanh tịnh này sẽ thanh tẩy tâm hồn bạn, cuốn trôi mọi buồn phiền. Bạn cũng có thể xuống phía dưới, du ngoạn Hồ Tuyền Lâm thơ mộng. 5. Linh Quy Pháp Ấn, cổng trời trên mây. Địa chỉ: thôn 4, Lộc Thành, Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Linh Quy Pháp Ấn là ngôi chùa nổi danh từ MV Lạc Trôi của ca sĩ Sơn Tùng. Chùa nằm ở Bảo Lộc, cách khá xa trung tâm Đà Lạt. Đường lên chùa rất hẹp, bạn phải gửi xe để leo bộ lên. Nhưng khi đặt chân lên đến chùa, bạn sẽ nghe ngất đến mức quên mệt mỏi. Nơi đây hấp dẫn mọi du khách bởi không gian như tiên cảnh mê hoặc lòng người. Điểm nổi bật ở đây là cánh cổng thần đạo được ví như cổng trời. Cánh cổng màu đỏ nổi bần bật giữa nền thiên nhiên xanh mướt mắt. Đứng giữa sân chùa, bạn sẽ chiêm ngưỡng được toàn cảnh thiên nhiên rực rỡ bên dưới. Nơi này cho các bạn những bức hình lung linh như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. 6. Thiền viện Vạn Hạnh. Địa chỉ: số 39 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng. Cùng với thiền viện Trúc Lâm, nơi đây là một trong những thiền viện lớn nhất Đà Lạt. Thiền viện nằm trong một khuôn viên rộng rãi, xung quanh bao bọc bởi cây cối xanh mát. Điểm nổi bật của thiền viện chính là bức tượng Phật cao nhất ở Lâm Đồng với chiều cao 28m. Tượng được đặt trên tòa sen cao 3m và đế cao 4m. Những nét độc đáo này thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và cầu nguyện những điều tốt đẹp. Hãy để lại bình luận bên dưới video cho mọi người biết đâu là sự lựa chọn của các bạn nhé. Video được thực hiện bởi Những Chuyến Đi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn có những chuyến đi thú vị và bổ ích. Vào phần mô tả để khám phá thêm rất nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn khác. Cảm ơn các bạn.